không mời Thu Hà vào và các đội tuyển Thu Hà đâu. Tướng của cái dân trẻ ấy viện những hiện đang đầu quân cho đội tuyển Lâm Đồng, và đội dân của chúng ta cũng còn Khang Đô và Tùng Đạt thôi. Ngoài dưới đâu, hai đô đại ngoài đô Trang của Bắc Ninh và đô Mai của Đồng Hòa Sách. Ngoài dưới Thank you.
thoại hay là Zalo của Đô Duy nên cầm tay ra đủ trước nhá. Đô Duy thì có rất nhiều số điện thoại. Ôi, ngoài giới rồi. Thế nói tiếp tục. Tôi giống Bùi Linh Hiệp cũng đã lấy rất nhiều giải 3, giải 7 ở các giới rồi. Nếu mà ngày hôm nay không đánh được Đô Duy thì ngoài giới rồi. Hello, ngoài giới rồi. Tiếp tục. Trong trận đấu của Đô Duy và Đô Dũng là trận đấu gần năm đến là thách đấu của Hoàng Văn Sai và Đô Long Hà Tây. Kết tay. Đô Dũng đã đọc trạng rất tình trạng của Đô Dũng rồi. Và Đô Long đã thiên thân. Một trận tiên tập trung. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta Đô Duy sang sau rồi. Thank you.
được đâu đã nhất thắng ở ở nhà số 4. Đâu mày dưới này, hai đâu vào số 4 dưới. Trận đấu tiếp tục. Hai đội chuẩn bị trận đấu bắt đầu.
đồ trẻ thôi. Ai đâu ở phía dưới? Trận đấu tiếp tục. Các đồ đăng ký là đơn đăng ký trung thực. Đồ cẩm của chúng ta cũng là một kiện tướng và rất đẳng. Ôi, đưa lại rồi. Ngoài sới rồi. Ai đâu vào giữa sớm? Trận đấu tiếp tục. Hai đội cơ sở chúng tôi cũng có quẩy. Hai đội đứng giữa sân. Như vậy bằng một tốc độ thì đội chúng ta đã nhất thắng ở đó. Anh, mời hai đội vào sân làm thủ tục xe này. Mời hai đội xe này. Có thể hình vượt trội rất nhiều, nhưng trong cái hay cái đẹp của võ thuật dân tộc như vậy cũng chưa biết điều nào. Ngày hôm nay các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu, cũng chưa biết điều nào cắn mèo nào đâu. Nếu như xa cơ thì vẫn cơ như bình thường. Đô Nam có thể hình vượt trội rất nhiều, nhưng đây là những keo vật lèo nên là chúng tôi cũng không. Hai đội tiếp tục thi đấu ở thủ đình nhắc đô Hoàng Quốc của Gia Lâm không được cầm nhai. Nhai chỉ là phân biệt giữa hai đô thôi. Đô Lê Trần Nam của Bộ Công an là một người con ưu tú của đất ngoài Đức, Hà Tây cũ, nay cũng còn Hà Tây cũ rồi. Lê Trần Nam sinh ra ở một dòng họ Lê ở ngoài Đức, có truyền thống võ thuật ngoài sân rồi. Mời hello, tiếp tục. Ai đưa lên sân? Như vậy là bằng một miếng gồng thì Lê Trần Nam của Bộ Công an đã nhất